mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra là khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ta muốn lòng nhân từ chứ không phải hy lễ, vì ta không đến để kêu gọi người công chính nhưng kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Nếu ai có dịp đi đường sách bên hông nhà thờ Đức Bà và bên hông bưu điện thì sẽ thấy con đường đó mang tên Nguyễn Văn Bình. Thế nhưng kính thưa ông bà và anh chị em, có thể 27 năm sau cuộc tạ thế của Đức Cố Tổng Giáo mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, có một thế hệ đã không còn biết đến Đức Tổng Giáo mục Phaolô Nguyễn Văn Bình là ai, và có khi cũng không biết cái tên đường binh đường sách đó là tên của một vị chủ chăn của Tổng Giáo phận Sài Gòn của chúng ta. Vì họ không để tên thánh, họ cũng không để chức vị gì của Ngài. Do đó, trong khuôn khổ của lời Chúa hôm nay, tôi muốn đọc lại cuộc đời của Đức Tổng ở những điểm tương đồng với tiên tri Amos và với Thánh Matthêu. Amos đã rao giảng sự thật ở miền Bắc, tức là ở Israel, miền Bắc của Palestine. Amos nói những cái lời báo những cái tai họa sẽ đến. Thành ra người ta muốn khước từ sự thật thì mất lòng mà. Người ta muốn đuổi ông đi về miền Nam. Nhưng mà Amos vẫn nói lên cái sự thật đó, mặc dầu cái sự thật đó báo hiệu những cái điều không có hay, nhưng mà trong đó cũng có những cái điều hay, là sẽ đến cái ngày người ta không chỉ đói khát cơm bánh mà còn đói khát nghe lời của Chúa. Đức Tổng Phaolô Bình của chúng ta như một người cha chung trong giáo phận, rất nhẹ nhàng. Tôi chưa bao giờ thấy Ngài nóng tính và rất quan tâm đến người khác. Mình ngủ canh Ngài ở trong bệnh viện Thống Nhất mà mình chưa kịp hỏi thăm Ngài buổi sáng khi Ngài thức dậy. Mình chưa kịp hỏi thăm là Đức Tổng ngủ ngon không, thì Đức Tổng lại hỏi ngược lại mình là: "Các thầy đêm qua có ngủ được không?" Rồi cái người bệnh hỏi thăm sức khỏe cái người chăm nom cho Ngài. Cái gì Ngài tự làm được là Ngài tự làm. Hỏi các thầy ăn sáng chưa? Cái người quan tâm hướng đến người khác. Khi chúng tôi 27 anh em linh mục Sài Gòn là lứa con cuối cùng khá đông đảo do Ngài đặt tay truyền chức linh mục. Khi tôi ở chủng viện thì Ngài cũng vào nghỉ dưỡng ở trong đó một thời gian. Thì Ngài hỏi chuyện học hành. Cha chịu khó đọc sách rồi. Có nên đọc thêm nhiều sách. Nói cha giám đốc hay đưa tiền để mua thêm sách ngoại quốc đọc cho. Để sau này giúp các thầy. Ngài quan tâm cái chuyện mình chưa đi học mà Ngài nhắn nhủ cái điều đó. Trong cái ứng xử
tại xã hội thành phố này sau 75 có nhiều cái điểm nó phức tạp lắm, chứ không có thoải mái như ngày hôm nay. Trong nhiều cái sinh hoạt tôn giáo 47 năm qua rồi, nhưng mà phải biết là ai ở sống cái thời đó và ai có dịp gần gũi người cha chung này mới thấy cái tế nhị, cái khéo léo và vẫn giữ được cái tâm bình, cái sự bình tâm như tên của Ngài. Đó là ơn Chúa ban cho Tổng Giáo phận Sài Gòn chúng ta qua Đức Tổng. Nhưng mà nếu đi ngược lên nữa thì mình sẽ thấy Chúa gọi Matthew khi ông đang làm việc. Chúa không gọi các tông đồ khi các ông ở trong nhà thờ nha. Đây là cái điều tôi tái khám phá. Chúa gọi mấy ông đánh cá đang khi ông giặt lưới cá, xếp lưới ở bên cha, đang khi hành nghề, đang khi tác nghiệp. Chúa gọi Đức Tổng Bình của chúng ta cũng rất là ngộ. Ngài thích đá banh ở Tân Định đó. Dạ, đi nhà trường không? Hồi xưa chủng viện gọi là đi nhà trường. Ở đó có đá banh không? Có. Thì nguyên cái nhóm đó là vừa đá banh đó, từ Tân Định, chắc hồi xưa đá từ đó mà lên chủng viện mình ở đây luôn à. Vừa đi thì đá đương nhiên nó nhanh hơn cái người đi bộ rồi. Thích đá banh rồi đi tu thôi. Đôi khi cái tuổi thiếu niên đâu có biết gì, lớp 6 là vô chủng viện rồi, ham vui ha. Đi lên nhà trường vì ham vui, ham thích đá banh thôi. Cái điều đó cho chúng ta thấy một điều là Chúa gọi chúng ta ở một cái khoảnh khắc ở trong đời sống, có khi qua cái sở thích của chúng ta. Chúa gọi không phải là hiện ra uy linh sáng chói. Chúa gọi chúng ta qua cái sở thích, qua cái ước muốn của chúng ta, và có khi qua một người nào đó, qua một trung gian nào đó ngỏ ý với chúng ta. Đôi khi không có cái người ngỏ lời, mấy cái người trẻ không có dám. Có khi cũng tưởng con lớn rồi có đi được không. Tôi nói 60 tuổi rồi muốn đi vẫn còn được ha. Dạ. Kính thưa ông bà và anh chị em, sức khỏe của Đức Tổng không có tốt chút nào, sống nhờ một lá phổi thôi. Nhưng mà sao lạ, tôi thấy mấy người sống nhờ một lá phổi như Đức Francisco bây giờ thì mấy người đó làm việc dữ hơn cái người hai lá phổi á. Mấy người coi như còn có một lá phổi mà làm việc nhiều hơn. Đâu có ngờ được hả? Ngày sinh cùng năm với mẹ Teresa Calcutta. Có lần tôi chia sẻ, tôi nói ủa sao mấy cái người sinh năm 1910 á, đặc biệt nha, năm 1995 mất á, là bao nhiêu? 85 tuổi. Có một lá phổi à, sống nhờ một lá phổi mà thọ đến cỡ đó. Anh em chúng ta ngày hôm nay không dám nghĩ đến đó, chỉ dám nghĩ như Đức Hồng Y là xin cho con sống cho đến chết thôi. Để Chúa tính cái ngày mình ra đi vậy thì có thể là lời hơn á. Mình không muốn sống đến nhiều á. Cứ cầu xin như Đức Hồng Y, xin cho con sống đến chết. Kính thưa ông bà và anh chị em, nhất là anh chị em bệnh nhân, khi mình bị khiếm khuyết hay đau bệnh một cơ phận trong cơ thể của mình, sức hoạt động của mình, tinh thần của mình không còn vững chãi như khi mình còn trẻ, như khi mình còn khỏe mạnh. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống với ơn của Chúa, với tình yêu của Chúa, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Đôi khi mình đau xuống, mình không muốn làm việc như trước nữa. Nhưng mà tôi chứng kiến một vài linh mục bắt cầu hay đặt stand rồi, sau đó mấy người đó làm việc tôi thấy gấp đôi trước khi họ mắc bệnh. Thành ra cái nhiệt huyết, cái tình yêu đối với hội thánh, cái tình yêu đối với Chúa Kitô, nó giúp chúng ta vượt trên bệnh tật. Nó giúp chúng ta sống với bệnh tật như một sự chấp nhận. Chấp nhận cái giới hạn của mình. Hồi xưa mình tự đi được, bây giờ mình phải chống gậy. Hồi xưa mình ăn cơm xong là ăn tráng miệng thôi, bây giờ ăn cơm xong là ăn thuốc, uống thuốc. Tôi hay nói
Cái người ta sống không nguyên bởi bánh mà sống mọi lời do miệng Chúa phán ra, đó là đối với những người bệnh không chỉ sống nhờ cơm bánh mà sống còn nhờ thuốc thang nữa. Hỏi và hồi xưa mình thấy người ta rồi hỏi ngài uống nhiêu viên, và ngài mỗi bữa là chục viên, sao mỗi bữa cũng phải sống nhờ thuốc. Nhưng mà Chúa cũng dùng thuốc ha, để giúp kéo dài sự sống của chúng ta. Và lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew nói rằng là ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ. Chúa muốn cái gì phát xuất từ tấm lòng của chúng ta, từ cái tâm của chúng ta. Cái lượng công việc chúng ta làm nhiều ít, cái thời giờ chúng ta dành cho Chúa nhiều ít, đôi khi không quan trọng bằng cái chất lượng của chúng ta khi chúng ta làm cái việc đó. Có khi cái người ít có giờ đến nhà thờ lắm, nhưng mà họ giữ một thánh lễ, họ giữ trọn vẹn. Ông bà anh chị em đau yếu á, dự lễ đôi khi phải ngồi trên ghế, ngồi trên, nằm trên giường, không thể rước lễ mình Thánh Chúa trực tiếp được, rước lễ một cách thiêng liêng. Nhưng mà nếu chúng ta nghe Chúa với tất cả tâm lòng, chúng ta rước Chúa một cách thiêng liêng với tất cả tình yêu, Chúa thật sự viếng thăm ông bà anh chị em chiều hôm nay và giờ này. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Cô Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết khám phá ra cái điều Chúa kêu gọi mình, đôi khi qua chính sở thích, sở trường và đôi khi cả sở đoản của mình nữa. Đồng thời không ngại nói thật, nói sự thật. Nhưng mà cái cách nói trong cái tinh thần hòa bình và nhất là giữ được cái sự bình tâm trong mọi hoàn cảnh, cho dù đó là nghịch cảnh nữa, vì mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Xin máu và nước từ Thánh Tâm Chúa Giêsu dìm chúng ta ở trong lòng thương xót của chúng ta, để khi cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương chúng ta để cho cái lòng thương xót đó tuôn chảy đến, chạm đến con tim của những ai gặp gỡ chúng ta, dù chỉ một lần trong đời, dù chỉ ít phút ở trong ngày.